Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn một món ăn. Hôm nay mình không làm đồ nướng nữa, mình sẽ làm đồ xào các bạn ạ. Đây chính là món mì xào khổng lồ. Mình đã chuẩn bị một thùng mì Hảo Hảo riêng. Tuấn ra bóc mì Hảo Hảo xem là có được chỉ vàng đây không ạ? Đây một thùng Hảo Hảo nguyên đây các bạn. Đấy, rạch ở dưới ra. Đây, để sao mì thì mình có chuẩn bị 10 bộ lòng mì gà đây. Rất là ngon. Gà, rau cải này, nấm hương khô này, tỏi này, cả dầu ăn. Đây, giờ Tuấn cho mì ra để trần trước. Còn Vũ ơi, Vũ ra Vũ rửa lòng mề đi. Để anh nhặt tỏi gà sao, nhặt tỏi gà rau để sao. Đây tỏi Tuấn vừa bóc xong, bây giờ cho hành nữa. Đập không? Cái này sau tỏi đưa ai cho hành em đi. Đây bây giờ Tuấn băm nhỏ tỏi đây. Ở đây. Đây cái đấy băm. Đập mạnh vào cho nó ấy. Nó dính hết và mất công. Còn đây là nấm hương mình vừa mình ngâm nước nóng này để tí cho mềm ra và còn Linh đang thái rau đây. Thái rau cải. Thái thì có hơi ngắn không nhỉ? Dài thì dài hơn một tí. Nhưng mà bốc gái folic được của người đấy nhá. Rồi ok. Vũ vừa đi ướp muối rửa lòng mề rồi đây các bạn. Giờ Tuấn thái mề. Đây. Giờ tháo thái 10 bộ này cũng lâu phết nhỉ. Nấm được rồi nhá, xong là thái nấm luôn nhá. Đây, mọi thứ đã chuẩn bị gần xong hết rồi đây các bạn này. Rau cỏ đây. Lòng mề cả nấm hương cả tỏi đã băm hết rồi đây. Bây giờ là mình sẽ đi đun nước và trần mì các bạn ạ. Quay người à? Con tên là gì? Tên là Quay Lật. Con ăn được mấy bát mì xào? Ăn được 5 bát. Thế cả rồi tí xem có ăn được không nhá. Giờ mình đang đun nước để trần mì đây các bạn ạ. Đây, rồi nước để mình trần mì. Trong lúc mình đun nước thì hai chị em đang bóc mì để tìm xem có cây vàng 4.9 không đây. Ơ kìa, gói ấy. Có đó nhà Lâm. Cây vàng đang quên mất định vị trí. Đấy, bóc hết cả thùng ra nhá. Xem có cây vàng thì nhớ chia nhau đừng có đánh nhau nhá. Bây giờ nó sủi không còn mua số mì. Sủi to rồi mình cho mì vào trần trước khi ấy. Đây, cho mì vào trần. 30 gói mì thì vừa nãy mấy em mình đã bóc hết rồi đây. Đây, các bạn nhìn đây. Đây, đây các bạn nhìn xem nhá. Giờ là mình đi trần mì đây. Thank you.
thôi, thế thôi. Nồi nhỏ cho 6-7 gói một thôi. Đánh đi cho tơi này. Xong là tí cho xào các bạn. Từ đầu tưởng ít nhưng mà một thùng này nhiều phết đấy các bạn ạ. Không mắm đâu. Đó, con cho vào đi. Từ từ để bác vớt nốt chỗ này ạ. Ok. Rồi, cho vào đi. Lần sau con cũng làm nồng xào thịt bò nha. Xào lồng mềm này ăn ngon mà. Không biết xào. Cho vào đi. Con biết xào xúc xích cơ. Cầm nốt đi. Ok. Được 20 gói rồi. Đây. Ôi được rồi. Nghề đã chuẩn bị hết rồi. Bây giờ mình sẽ cho dầu vào xào. Có cho cái kia vào. Dầu ăn đi. Không. Cái đấy lấy luôn cái dầu ăn của mì tôm. Đổ tất vào luôn. Hai mẻ luôn. Mẻ kia dùng dầu kia của mình được. Cay thêm thôi. Rồi. Đấy thêm cái dầu ấy. Giờ thì mình sẽ xào lòng mề phi hành trước. Cho một nửa hành thôi nhá. Cho một nửa hành phi hành mà. Quên phi tỏi nhầm. Tỏi này là hành, tỏi nó thơm chứ. Quên mất. Đây tỏi đã xào, đã phi chín rồi thì mình sẽ cho lòng mề vào đây. Lòng mề vào đảo. Cho gần chín thì mình sẽ cho rau vào các bạn. Nhiều phết nhỉ. Chín xào hai mẻ mà. Đấy. Thì đảo lòng mề qua đã thấy thơm lắm. Rồi. Ít dầu cho thêm tí dầu đúng rồi. Từ đầu mình làm 10 bộ lòng mề mình cứ tưởng ít rồi mà cuối cùng thái ra nhiều quá các bạn nhỉ. Cả một cái chảo to này mà chiếc lòng mề đã nửa chảo rồi đúng không? Đấy. Thôi giờ cho rau vào đi. Được rồi, tại vì rau cải nó lâu chín mà. Cần tái cải nhừ mà. Cho cải vào đảo bao giờ được phát là cho mì vào là được. Đây, rau cải đây các bạn. Cho một nửa thôi, đảo qua đã cho. Hay là cho tất. Để đào được cái chảo khổng lồ này cũng phải cần một sức khỏe hết đấy các bạn ạ. Bạn nhìn Tuấn nhờ. Đảo mệt hết cả người rồi. Đây. Cho đến là đảo một lúc nữa cho cải chín xong mình sẽ cho mì vào các bạn ạ. Tuấn cho rắc gia vị vào đi. Không nhạt. Không, nó đổ cả. Đổ chắc khoảng nửa bát đấy nhỉ. Xong là tí nếm xem nào. Gia vị này là mình cũng lấy hết ở gia vị mì tôm chứ các bạn. Mình không dùng sử dụng gia vị ngoài đâu. Khi đảo qua lòng mề cả rau xong rồi thì mình sẽ cho mì tôm vào cuối cùng đây. Cho mì tôm vào cuối cùng, đảo qua vài lượt là chín các bạn. Nó săn lại, nó dính lại rồi. Đây các bạn đây. Sau khi cho mì vào thì đầy ướt một cái chảo khổng lồ của anh em mình đây. Giờ đảo rất là khó luôn. Cố gắng để đảo cho đều để tí ăn cho ngon. Đây để anh giữ cho mày đảo đi. Không cần. Có lấy không? Hình như lệch cái sao nhỉ? Rồi được rồi. Của các bạn nhìn xem. Không phải. Chảo của mình lại chảo khá to ấy. Chưa. Ôi.
Chưa bao giờ mình xào một cái món xào gì nó to và khổng lồ như này các bạn. Hơn 30 năm rồi. Giờ mình mới xào cái chảo khổng lồ như này. Em lấy đũa em đảo lên cho tôi. Cái đũa đũa vừa nãy. Ủa nóng quá. Lấy đũa đảo lên. Đũa đâu? Đấy, để đấy. Lấy đũa đảo lên nó mới tơi được chứ. Cuối cùng mình sẽ đảo nấm vào nữa là xong các bạn ạ. Đấy. Không, nhưng mà nếu mà nấm mình cho vào cùng với rau ấy thì là nó sẽ kỹ hơn. Ôi, cẩn thận đổ ấy, nặng hết. Rồi, giờ thì cái mẻ mì đầu tiên đây. Nửa thùng mì đầu tiên của mình đã xong rồi, anh em mình cho lên mâm thôi. Vừa rồi, đây giờ mình cho lên mâm đây các bạn này. Ui. Đầy một mâm to luôn này các bạn này. Tràn luôn nhỉ. Cho sát vào em. Đấy. Nhiều quá. Đây giờ mình đã xong rồi một cái mâm mì xào đây. Một mâm này mới được có một nửa thùng mì thôi. Giờ anh em mình lại tiếp tục đi làm nốt nửa thùng nữa đây. Các bạn chờ nhá. Rồi cho ấy vào đi em. Cho hết lòng mềm vào. Đấy. Hiểu ấy. Cái mẻ trước anh em mình là quên không cho xì dầu các bạn. Nhưng mà có thể dưới xì dầu lên trên sau được. Nhưng mà mẻ này thì mình sẽ cho luôn cả xì dầu vào luôn. Cho xì dầu vào đây cho hết chỗ đấy luôn. Đấy. Rồi. Không đảo lên rồi. Đấy, vẫn tiếp tục như thế. Đây. Cái mâm vừa nãy là mình xào với cải xanh. Nhưng mà mâm này mình sẽ xào với cải chip các bạn ạ. Nhìn Tuấn vã mồ hôi rồi các bạn. Thôi cho nốt bộ muối vào đi Tuấn ơi. Mẻ trước mình làm hơi nhạt một tí, mẻ này cho thêm một tí muối cho đậm. Cần nữa đổ em. Đây. Nóng ấy. Nóng hết cả người rồi các bạn ạ. Đúng là món nào siêu to khổng lồ khác. Mệt, nóng. Tiếp tục cho mì tôm vào này các bạn này. Nhiều quá. Đây là những cái mẻ đảo cuối cùng của chảo mì khổng lồ thứ hai đây. Nhìn rất là ngon rồi các bạn.
Cả nhà đói quá rồi, đang chờ nốt chảo này xong lên mâm đây. 3 tiếng vất vả và nóng bức thì anh em mình mới xong được 2 mâm mì xào khổng lồ. Đây các bạn ạ, mì xào Long Mê khổng lồ. Giờ để cho cháu mình ăn thử xem nào. Đây, qua nhờ ăn đi con. Con mời các bác đi. Rồi con ăn đi nào. Nào, miếng to sẽ ngon không? Ngon. Ngon à? Mì không nát chứ, mì có nát không? Không nát tí nào, rất ngon. Con thử miếng mề em à. Đấy. Có bị mát không? Ngon. À ngon, tuyệt vời. Đây, nhà mình thì chắc là chỉ ăn được một mâm này thôi các bạn ạ. Còn một mâm nữa thì mình sẽ san sẻ cho anh em. Bây giờ mình sẽ vào ăn cơm với cả gia đình đây. Mời cả nhà ăn cơm với nhà mình nhá. Nếu mà các bạn thấy hay thì like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho Hữu Dũng Vlog nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của anh em mình. Xin chào. Con chào tất cả các bác. Bác các bác hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh cho con. Nhớ ủng hộ cho kênh Hữu Dũng Vlog nhá. Xin chào cả nhà.